Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và Đánh Giá. Là mình đây, Trần Phú. Như trên bàn các bạn biết rồi đúng không? Mình sẽ speed test hai chiếc máy này. Bên tay trái là Rog Phone 6, bên tay phải là Numia Red Magic 7S. Nói chung về cái phần hiệu năng của hai máy này nó như thế nào, các bạn có thể tìm lại trên kênh nhé. Bọn mình đã có những cái bài test về hiệu năng, về sạc pin, rồi là mở hộp cả hai máy này rồi nha. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong phần game space của máy bây giờ trống trơn rồi, mình thoát ra đã. Khởi động lại này. Rog Phone 7S nó khởi động sau mà vẫn lên trước. Cho các bạn xem qua thông số hai máy một chút. Với Rog Phone 6 mình có cái phiên bản RAM là 12GB nha, bộ nhớ trong là 256, chạy phiên bản Android 12. Còn với Red Magic 7S chỉ có bộ nhớ trong là 128GB, RAM là 8GB thôi, và cũng chạy trên Android 12. Với RAM như thế này các bạn không phải lo, hai máy này đều đa nhiệm cực kỳ ok nha. Mình chỉ muốn xem là về cái tốc độ mở app hai máy này thì cái nào nhanh hơn thôi. Và việc luôn nhá, mình có kết nối cùng một mạng wifi là Alex Phú này. Ok chưa? Rồi, thử luôn. Facebook. Nhưng có các bạn, mình không biết thật cái nào hơn nữa. Hình như là Red Magic 7S nó hơn thì phải. YouTube. Một cái đi. Cốc cốc. Red Magic 7S vẫn hơn này. Subway Surfer. Các bạn nhìn cái màu sắc trên Red Magic 7S nó có vẻ đậm hơn so với Rog Phone 6. Rog Phone 6 vào trước này. Lincoln Mobile. Có vẻ Rog Phone 6 vào trước, nó nhanh quá các bạn. Ngang tài ngang sức nhờ. Rog Phone 6 vào trước rồi. Đi ngay. Đấy, vào rồi. Chênh nhau khoảng 1 đến 2 giây thôi. PUBG Mobile. Rog Phone 6 vẫn vào trước. Được quá nhở. Thường cái tốc độ mở app game ấy, mình thấy Rog Phone 6 mở có vẻ ngon hơn đấy. Vẫn vào trước. Được, được, được. Ngon. Chạy thử một bài test 3D Max luôn. Các bạn nhớ cho mình, phần trăm pin trên Rog Phone 6 là 52%, còn Red Magic 7S là 29 nha. Dung lượng pin trên Rog Phone 6 các bạn thấy cao nhỉ? 6000 mAh. Nhưng mà cái công suất sạc đi kèm chỉ 6-7W thôi. Còn với lại Red Magic 7S nó chỉ là 4500, nhưng mà các bạn biết đấy, công suất sạc cực kỳ khủng đúng không? Có thể nhận được là 120W. Tần số quét thì giống nhau, 165Hz. Ngay kể cả Red Magic 7 đã có tần số quét là 165 rồi. Còn với Rog Phone 5, cái thế hệ cũ của Rog Phone 6 ấy là 144, bây giờ được nâng cấp lên 165. Điểm AnTuTu chấm xong rồi các bạn. Sau khi mà chấm AnTuTu xong, Red Magic 6 còn 37% pin, tức là giảm khoảng 14%. Còn Red Magic 7S còn 9% pin thôi, nó tụt đến 20%. Các bạn thấy sức mạnh của cái viên pin 6000 chưa? Dã man. Đây, còn về cái phần liên quan đến FPS và nhiệt độ của máy. Về FPS các bạn nhìn, cái FPS trung bình nó ngang nhau, chỉ có Red Magic 7S nó cao một xíu là 22 FPS tối đa thôi. Nhiệt độ cũng mát hơn, tối đa là 45 độ, còn Rog Phone 6 là 47 độ. Về điểm số, Red Magic 7S nó cũng nhỉnh hơn một chút. Mình sẽ chạy cùng một cái dự án để xem tốc độ render hai máy như thế nào. Maximum là 720p thôi. Ngang nhau thế nhở? Nói chung với hai chiếc máy này đều là quái vật từ gaming phone rồi. Với Rog Phone 6 bọn mình cũng có một bài test hiệu năng, thì
FPS nó vẫn ok thôi. Nếu mà so với cái biểu đồ FPS trên Red Magic BS thì Red Magic BS nó có vẻ nhỉnh hơn. Thứ hai về nhiệt độ, ROG Phone 6 nhiệt độ khá là nóng nhá, 46-47 độ thì phải. Còn với lại Red Magic BS nhiệt độ nó đâu đó khoảng 39 độ, loanh quanh khoảng 40 độ trở lại thôi. Đây, hai máy đều xong rồi này. Bây giờ thử về cái phần đa nhiệm nhá. Ok, vẫn còn. YouTube vẫn còn. Đa nhiệm thì mình không lo đâu, mấy máy này đa nhiệm tốt mà. Vẫn còn. Thường với cái mức giá như thế này thì nhiều bạn sẽ thiên hướng nhiều hơn về Red Magic 7S, bởi vì cái hiệu năng nó thể hiện mang lại khá là ok, đặc biệt là về cái khoản nhiệt độ. Nếu mà so với ROG Phone 6 thì thực sự ROG Phone 6 không có cửa đâu. Vừa rồi mình cũng có làm cái bài nhanh cho các bạn tham khảo về speed test cũng như đa nhiệm hai máy này. Thì các bạn thấy thế nào? Đầu tiên về những cái ứng dụng cơ bản bình thường như kiểu là Facebook, YouTube, Coco chẳng hạn, thì cái tốc độ mở app trên Red Magic 7S nó nhanh hơn. Có thể là nhanh hơn một chút xíu thôi, nhiều khi các bạn không cảm nhận được. Thực ra bạn mua máy nào cũng được, các bạn không phải quan tâm quá nhiều về cái tốc độ mở app như thế này hay là phần đa nhiệm. Bởi vì mình có hai máy ở đây thì mình có một cái bài test tốc độ mở app các thứ để cho các bạn cảm nhận thôi. Còn khi có một máy thì các bạn làm gì quan tâm đến cái đấy, đúng không? Nếu các bạn có yêu cầu gì thêm thì cứ để lại comment ở bên dưới nhé, mình sẽ sắp xếp và làm dần cho các bạn. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like này, share và đăng ký kênh để bọn mình đưa ra thật nhiều video hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.